Ok, lo chào anh em nha. Đây các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu quần này ha. Các bạn, mẫu quần mày thái. Ok, cao cấp. Đó, rồng đen, rồng vàng. Đó, cũng như rồng xanh. Đó, ghê chưa? Xanh, đỏ và đen gồm ba màu như thế này. Đấy, chất liệu satin cao cấp nha các bạn. Đó. Quần này thì hiện tại bên mình đang có 4 size nè, S, M, L. Ủa xin lỗi các bạn, 6 size S, M, L, XL, 2L và 3XL dành cho tất cả các bạn võ sĩ. Ok, cũng như là các bạn võ sinh tập luyện thi đấu bữa kháng đều có thể mặc được hết từ nhỏ tới lớn nha các bạn. Đây em quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem cái chất liệu của cái quần. Ok, đây đấy, rất là quần may thái rất là đẹp các bạn, chất liệu này các bạn rất là mát nha các bạn. Đấy, đấy. Rất là nhiều mẫu nè, mẫu đen vàng nè, đỏ vàng nè, đỏ xanh nè, đỏ đen nè, không đấy, ở trên này là xanh vàng nè, đó trong này là xanh vàng nè, thấy chưa, dưới này là đen đỏ đen vàng luôn nè. Đấy, mình bên mình phối màu rất là tuyệt vời không, ok chưa, phối màu. Đấy, cũng như là cái đai quần này, đai quần đen đỏ nè, đai quần đen vàng nè, không đó, trên này là đai quần xanh vàng đó, đỏ đen rất là nhiều đó, thiết kế rất là nhiều mẫu ha các bạn ha. Rồi giá cả của nó thì chung ok với 350k một cái quần này thôi. Đấy, thì các bạn có thể tập luyện thoải mái. Ở trong lúc mà tập luyện thì chúng ta có thể cởi áo ra để chúng ta tập luyện đều được, hoặc là các bạn tập chung với có cái áo đối kháng của áo cũng như là áo của máy thái. Thì đây các bạn đi mình dẫn qua đây các bạn hãy xem. Đây cái bên này là cũng là một cái lô quần máy thái, thì hôm sau mình sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn về cái lô quần này ha. Đây mình làm có cái mẫu quần, mẫu áo đây các bạn, đây mẫu áo, ok chưa, mẫu áo đây, mẫu áo của ok đó, có thể chúng ta sẽ mặc chung cái áo này với cái quần mày thái đó, với cái giá áo này 100 ngàn một cái thôi các bạn, và giải rất là mát. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này, bạn đã quan tâm tới sản phẩm về quần mày thái áo đối kháng thì bạn có liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999, hoặc là các bạn có tới shop số 70 đường Đại Hà, phường Tân Nhân Khoa, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mua hàng nha. Chào tạm biệt các bạn.